tôi thấy là lúc đó mới nghe là em hứa với thầy luôn đó, là em sẽ nói chung là yêu quý nó. Thứ nhất là bản thân em sẽ yêu quý nó, là em sẽ làm sao để cho mình có thể là 4D thực hành đúng cái điều đó để mà có thể yêu quý nó hơn. Khi mà tới em yêu nó một, hiện giờ là mấy ngày rồi thì lại yêu nó nhiều hơn xíu. Và mong muốn là cái nghề của mình càng ngày càng được nâng cấp lên, để bản thân mình là có thể là thay đổi được nhiều thứ. Một con người mà thay đổi tốt, đảm bảo luôn là xung quanh mình tự động có một cái sự thay đổi rất là tốt đối với những người xung quanh. Phước lớn. Phước lớn, phước lớn. Dạ. Cực kỳ hay có phước lớn mà. Đó, cho nên là cái mà từ bữa giờ học cũng thầy cũng được là gần tháng thì học được 6 buổi nhưng mà chưa có nói. Thôi ra có chuyện mà mới vậy. Dạ. Nói. Đó là coi như là cực kỳ là cảm ơn thầy. Nếu như mà biết được cái cơ hội này sớm hơn, chắc có lẽ là cuộc đời mình nó đã khác. Và hứa với thầy luôn đã áp dụng đủ 4 đời. Đúng 4 đời của thầy luôn. Điều 4 đời của thầy luôn. Thì cái biến thành 2D, thêm 2D. Ok, cho bạn cái thứ ạ. Ok, tuyệt vời. Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp nối chương trình tới bạn này là người mới nhất nè. Ok, bạn nào thầy? Em á, là em là người mới học mà.